Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 10 14 tháng 1 năm 2021 thì tối nay bên cơ sở Lan gì em có rất nhiều những cái mặt hàng lan mới đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn và bên cơ sở Lan Quỳnh em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú ý chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng Mỗi 1kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1kg tiếp theo Cước phí này thì được áp dụng cho cả ba vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc Và sau đêm xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú ý chị những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lăng Dình em đang có ạ Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú ý chị lô kiếm đỏ hồng hoàng Cô chú chị cùng nhìn cho em cái lô kiếm đỏ hồng hoàng về với những giả hành cắt tỉa rất là kỹ Giả hành to bự và cây lá xanh mướt rất là đẹp như vậy này Cái dòng lan với hoa sắc hoa đỏ 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 thẫm rất là đẹp cô chú anh chị nhé Em bán với giá là 80.000 cho 1kg Dòng lan kiếm đỏ hồng hoàng ạ Và bên này đây là kiều vuông mỡ gà của vùng cao bằng Hàng cũng rất là xanh đẹp Kiều vuông mỡ gà vùng cao bằng bên em Có thể sẽ lẫn một vài thân kiều vàng Kiều vuông mỡ gà bên em thì cây nó sẽ không dài như những vùng miền khác khi cô chú anh chị lên giò sẽ rất là tròn và đẹp luôn ạ. Kiều vuông mỡ gà vùng Cao Bằng chỉ với giá là 200 000 trong cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé Cô chú anh chị lên giò sẽ cực xinh luôn. Còn bên này đây là phi điệp vàng này, hàng thân ngắn nhưng mà đây cô chú anh chị nhìn này. Những năm trước đều đã cho hoa nên cô chú anh chị đảm bảo đảm bảo cô chú anh chị là về chơi giống, rôi giống cây khỏe đẹp mà lại được được ngắm hoa cô chú anh chị nhé Em bán phi điệp vàng này với giá là 120 000 cho 1 kg ạ và bên này đây thì em có dòng lan dáng hương cẩm báo một cái dòng hàng dễ thuần dễ chăm hoa cực kỳ là thơm cây lá xếp đẹp và hiện tại thì một số cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi và cái hàng cẩm báo này này thì cây hàng này là hàng rừng và lá của nó rất là giòn nên là khi mà vận chuyển đóng gói khai thác ở trên rừng thì rất là khó mà giữ được cái lá lành hạn hết và về cô chú anh chị trồng thì nó sẽ rất là đẹp hồi rất là nhanh luôn ạ à. Cầm báo em bán với giá là chỉ 160.000 trong kg thôi cô chú anh chị nhé <laughs> Bên này đây là ngọc thạch ba màu bắc này Thân to nù luôn và thân rất là căng khỏe đẹp như vậy Ngọc thạch ba màu bắc em bán với giá là 160.000 cho 1 kg Và bên này là dòng lan hoàng thảo ý ngọc ạ à. Hàng cũng căng mướt và chuẩn bị đã sưng mắt nụ rồi này Đó xuống lá rồi thân căng mướt rất là đẹp luôn Ý ngọc này em bán với giá cũng chỉ 160.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé Hoa cực sai luôn màu trắng thanh khiết rất là đẹp còn bên này đây, già dòng long tu xuân Cũng là một dòng lan quá dễ thuần dễ chăm à, Thân cũng rất là mập và khỏe đây này Cô chú anh chị này Long tu xuân ạ à. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em lô hàng rất là xinh như vậy Với giá em bán 220.000 trong 1 kg long tu xuân nhé Còn bên này là hoàng thảo u lồi Hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh Hàng của em thì về rất là nhiều Thời điểm bây giờ Thì cây thì nó cũng đang nụ Nhưng mà hàng này thì Nó cũng không còn được đẹp lắm nữa đâu cô chú anh chị nhé nên là em sẽ bán với giá về cô chú ý chị được những cây tay hoa nào thì sẽ ngắm hoa tay hoa đó. Đây, những cái cây ngắn ngắn cũng đang chuẩn bị sức nụ hết rồi. Em bán là hàng này với giá chỉ 180 000 cho 1 kg đi. Đó. Bình thường em bán 220 đấy ạ. Hàng này thì em thấy là có vẻ hơi ít hơi ít thân hoa đi một xíu. Cũng phải ít thôi vẫn còn cũng còn kha khá đấy ạ. Rồi tiếp theo em bán cái phần này Đó là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ Đang chuẩn bị sưng mắt nụ rồi Với môi tua cánh vàng rất là độc đáo Với giá em bán là 120.000 cho 1kg Và bên này thì em còn có một cái lô vẩy rồng ạ dạ Cái lô vẩy rồng rất là nhiều này Thôi thì em bán nốt luôn Là 100.000 cho cái lô vẩy rồng rất nhiều luôn và bên này đây là dòng lan hoàng thảo kèn cô chú anh chị mình nhá hoàng thảo kèn thời điểm bây giờ thì em thấy là một số cây là nhiều cây là đã nhú nụ rồi chứ không phải là cây không phải là ít nữa rất là nhiều cây nhú nụ rồi thì với cái kiểu nụ như thế này thì về những nơi ấm áp cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa tết luôn rồi đấy ạ thì hàng kèn này này thì em có những hàng cây dài này và hàng lô bên này là hàng cây ngắn cô chú anh chị nhé à, để cô chú anh chị nào mà lấy lượng ít nhưng vẫn có thể sưu tầm được rất nhiều cây giống ạ và cô chú anh chị nhìn cho em cái hàng cây ngắn này đấy dề ngắn ngắn như thế này nhưng cô chú anh chị thấy giúp em là nó cũng đang nhú nụ hết rồi đó, nên cô chú anh chị yên tâm nhé. Hàng ngắn vẫn được ngắm hoa, chơi mầm gốc, chăm mầm bình thường đây này, những cây ngắn ngắn như vậy nhưng vẫn xưng hết mắt nụ rồi, rất là đẹp luôn. Đó, hàng cây ngắn, kèn ngắn hay là kèn dài. Kèn ngắn hay kèn dài đây, kèn ngắn thì khoảng tầm 20 25 cm đổ lại hoặc là 30 cm đổ lại. Hàng dài thì nó dài mướt đẹp hơn. À, dài hơn thì cả cây ngắn, cây dài đều thưởng thức được hoa. Em bán với giá là 660 000 cho 1 kg của chú anh chị mình nhá. Còn bên này đây là hoàng thảo u lồi này. Hoàng à không phải hoàng thảo u lồi mà là đây là dòng trúc Phật bà chứ. À, cái dòng trúc Phật bà này thì hiện tại cũng đang bắt đầu là nhú nụ của chú anh chị nhé. Dòng trúc Phật bà này thì à, đây là hàng Lào nên là cây của nó sẽ không to mập. À, không to mập lắm nhưng mà rất là đảm bảo với cây giống mầm gốc này cô chú anh chị này. Đang lên này, nụ cũng đang nhú nhá Cái hàng này thì em bán với giá là 420.000 cho 1kg Và bên này là dòng trầm tím Phải nói là siêu đẹp Hàng 100% thân tơ, thân siêu nù luôn Đấy, cô chú anh chị nhìn này, khủng không Khủng không, đây này, như cái thân này Quá khủng luôn, nói chung là hàng rất là đẹp luôn ạ, Em bán với giá là 1 triệu cho 1kg 100% thân tơ, cô chú ý chị nhá Bên này là hoàng thảo hoàng lạp ạ xanh mướt như vậy, nhiều thân lá như vậy. 120 000 cho 1 kg hoàng thảo hoàng lạp. Còn bên này là cái dòng mà hoàng thảo vôi bắc. Nhìn một cái cô chú anh chị biết ngay cái chất của vôi bắc ạ. À. Hoàng thảo vôi bắc cô chú anh chị nhá. Hoa rất là tím, cực kỳ là thơm chứ không giống như vôi lào hoa nó sẽ nhạt màu. Hãy à, nhìn cái mắt nụ của nó này. Em bán vôi bắc với giá là 250 000 cho 1 kg. Còn bên này đây là em có cái lô Hoàng giáng hương tam bảo sắc Giá hương tam bảo sắc này hàng em sẽ thanh lý bởi vì nó còn có cây nhỏ. Cây lá xếp, cây đẹp cũng đẹp thế nhưng mà cây nó nhỏ. Thì hàng này em sẽ để với giá chỉ còn 110.000 cho 1kg. Và bên này thì em có cái lô hạc vị Bắc này. Hiện tại thì cũng đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi. Hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng ạ. À. Hạc vị Bắc này em bán với giá là 180.000 cho 1kg nhé. Còn bên này đây là em có cái lô Hoàng Thảo Trúc Phật Bà. Hàng này thì cây thân lớn mập khỏe Tuy nhiên thì cái thân hoa nó ít ạ à. à, Thân hoa nó ít nhé cô chú anh chị Nên là em bán chủ yếu là về cô chú anh chị làm giống thôi Đó cái hàng này này Thì em sẽ bán với giá chỉ còn có 200 nghìn trong 1 kg Bình thường giá của nó là bao nhiêu nhỉ 460 Hàng này thì em có ít thân hoa Tức là hoặc là thân hoa bị gãy hỏng Em bán với giá chỉ còn có 200 nghìn nhá 200 nghìn trong 1 kg nhá và tiếp theo bên này đây là dòng đai châu rừng bắc trụ những cái cây đai châu rừng bắc trụ, bản lá xếp lá to rất là đẹp như thế này này, không có lỗi lá. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cực đẹp luôn. 80% hàng hiện tại là đang có nụ nhá, cô chú anh chị nhá. 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 7 cây trên 1 kg, 4 đến 7 cây ạ. Và em bán hàng này với giá là 550.000 cho 1 kg. Bên này đây là dòng lan hài trần liên, hàng thời điểm bây giờ nó đang hoa đó vận chuyển ở trên rừng về thì hoa nó cũng bị tàn nhiều dòng lan hài trần liên này thì uh, nó là một trong những dòng lan đa hài đẹp nhất của việt nam đấy ạ hài trần liên em xin phép bán với giá là 450.000 năm mươi cho một kg em bán từ 0,2 kg trở lên nhé hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy theo phần này một phần như thế này thì thoải mái cô chú anh chị chọn lựa và được uh, rất là nhiều giò trần liên sinh luôn ạ một phần như thế này thì em sẽ bán với giá là 80.000 cho một phần đây đó, lấy một phần cũng được rồi, thoải mái sưu tầm luôn rồi đấy ạ. Cây hài này không có lớn lắm đâu nên là cô chú anh chị lấy một lượng nhỏ cũng được rất là nhiều luôn nhé. Một lô hài ráp ạ. Đây ạ. Một lô hài ráp này. Đủ cô chú anh chị thoải mái sưu tầm này. Với cả một ít tóc tiên nữa. Cái lô này em bán với giá là 40.000đ. 40 đấy, hài ráp lẫn tóc tiên 40 000 Và tiếp sang bên này đây là dòng địa lan Sato. Cái dòng trưng hoa Tết cực kỳ là tuyệt vời Dòng hoa bền trên 2 tháng của chính chị nhé Thời điểm bây giờ đây là màu vàng mít ạ Thời điểm bây giờ một số cây đang bắt đầu là chúm chím nở này Độ bền thì trên 2 tháng nên về cô chú anh chị thoải mái nhé Một số bông là nó đang bắt đầu là nhu he hé nở như thế này Về chơi hoa Tết Chơi hết Tết vẫn chưa tàn hoa cô chú ý chị nhé. Thoải mái, chơi hết Tết vẫn chưa tàn hoa cho cô chú ý chị mình đấy ạ. Chơi từ bây giờ đến đến lúc đấy luôn, rất là đẹp. Màu mít màu màu mít là một trong những cái vàng mít là một trong những màu đẹp nhất của dòng Sato ạ. Và mỗi một chậu địa lan Sato như vậy này, cần cao, nụ căng, khỏe, rất là tuyệt vời như vậy. Em bán một chậu với 5 ngồng hoa chỉ với giá là 380.000 cho một chậu thôi ạ. Đó. Thì cô chú anh chị thấy là nếu như cô chú anh chị bây giờ ra những cái hàng hoa, những cái chậu mà có 5 ngồng hoa thì em nghĩ là người ta không bán dưới 600 000 Em nghĩ là thế, không dưới 600 000 nếu như cô chú anh chị mua tài chỗ. Thì ở đây hiện tại thì em chỉ bán với giá là 400 6 à 480.000đ cho một chậu Sato 5 ngồng hoa. Chậu 6 ngồng hoa với giá là 420 000 chậu 7 ngồng hoa với giá là 460 000 và chậu 8 ngồng hoa với giá là 500 000 cô chú anh chị nhé. Em xin được nhắc lại giá, chậu Sato 5 ngồng hoa chỉ với giá là 380, chậu 4 ngồng hoa với giá 4 à, chậu 6 ngồng với giá chỉ 420, cậu chậu 7 nhiều ngồng với giá 460 và chậu 8 ngồng với giá là 500 000 ạ. Và bên này đây là cái dòng địa lan cọp đỏ với cái sắc hoa đỏ thắm, cánh hoa dày rất là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị nhìn này. Mỗi một chậu địa lan cọp đỏ đây em sẽ nhấc ra cho cô chú anh chị mình ngắm một chậu nhá. Đây ạ, rất là tuyệt vời như thế này này. Đang nụ cực đẹp luôn và mỗi một chậu địa lan cọp đỏ như vậy nó sẽ có là à, nó sẽ có là ít nhất là 4 ngồng hoa. Sẽ có bốn ngồng hoa để cô chú anh chị mình chơi hoa là đợt này nhá. Dòng này có lá chóp biên đây ạ và mỗi một chậu địa lan cọp đỏ nụ khỏe rất là tuyệt vời như vậy em bán với giá là 300 000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhá. 300 000 cho một chậu địa lan cọp đỏ này đây ạ. Đây cô chú anh chị nhìn những cái dàn nụ rất là đẹp của nó đây ạ. Đó, ít nhất chậu ít nhất là 4 ngồng hoa nhá cô chú anh chị nhé chậu sẽ có 4 ngồng hoa. Và dòng đai châu Thái. Đai châu Thái thì hàng hiện tại đều đang nhú nụ hết như thế này cô chú anh chị này. Hôm nay thì em sẽ cập bến một cái lô hàng mới với năm màu sắc rất là đẹp đó là màu sắc pháo, màu tím đốm, màu cam, màu bò sữa và màu hồng phấn ạ. Sẽ có năm màu sắc rất là đẹp như vậy để cô chính chị lựa chọn nhé. Thì ở mỗi một cây thì nó sẽ đạt yêu cầu đó là từ 3 cặp lá trở lên, đều đang nhú từ 1 đến 2 nụ nhưng đa số là một nụ thôi. Và em sẽ bán với giá chỉ 130.000đ cho một chậu cô chính chị nhé. 130 000 cho một chậu đai châu Thái rất là đẹp. Tiếp theo này đây thì em có dòng giả hạc di linh xuân thân nú luôn cô chú anh chị mà sang chậu lên giò cực xinh à, giạc di linh xuân một chậu nù khoảng tầm 15 cm như thế này em bán 80 nghìn cho một chậu và tiếp theo bên này đây là em có dòng lan cát lai à, dòng lan cát mini với cái bông hoa sắc hồng giáng sinh rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhìn cái một cái bông hoa đang hé hé nở đấy ạ cái sắc hồng kết hợp với cái màu sắc đỏ vàng rất là đẹp tạo nên một cái chậu lan rất là hoàn hảo rất là đẹp cái màu sắc dòng này thì một chậu cô chú anh chị thấy là nó rất là nhiều cái giả hành như thế này nên là cho nó sẽ một chậu như thế này thoải mái cô chú anh chị mình chơi hoa quanh năm nhá nói là mini nhưng bông hoa của nó cũng to khoảng tầm 4-5 cm đó, đấy, chậu rất là nhiều giả hành như thế này cô chú anh chị này Rất là khỏe khoắn, rất là đẹp, dễ thuần lắm luôn Em bán là 130 nghìn cho một chậu thôi nhá Cô chú anh chị nhá 130 nghìn cho một chậu Cát mini hồng Giáng sinh Rất là yêu như thế này Và bên này đây là dòng lan hồ điệp lá biên Hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài Dòng này thì không chỉ có biên vàng Mà cô chú anh chị nhìn thấy là nó còn có biên đỏ nữa Cô chú anh chị nhá Đó, um, Rất là xinh như thế này ạ à không chỉ biên vàng mà còn biên đỏ nữa đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo nhất cái giữa cái sắc hoa và cái thân lá như thế này ạ và một chậu hồ điệp lá biên hay còn gọi là lá phát tài này tất cả là đều có ít nhất là hai ngồng hoa nhé ít nhất là sẽ có đang hai ngồng nụ đang nhú đây này tất cả đều là hai nhờ hai nụ như thế này và chậu cây thì rất là khỏe khoắn luôn một chậu hồ điệp lá biên hai nụ hoa rất là xinh như thế này em bán với giá chỉ 80.000 cho một chậu thôi hàng này cô chú anh chị không chỉ ngắm hoa đẹp mà ngắm lá Ờ, cũng rất là tuyệt vời rồi. Và tiếp sang bên này sẽ là dòng lan dòng trà đỏ ạ. Mỗi một chậu trà đỏ cô chú anh chị thấy là cây cao và rất nhiều tán hiện tại thì đang nhiều nụ lắm luôn ạ. Đây là cô chú anh chị này. Đó, một chậu trà đỏ tròn vo, tán tròn vo, siêu nhiều nụ. Hứa hẹn một mùa Tết rực rỡ thơm nức cho Tết này. Và một chậu trà đỏ như thế này đó. Tròn xoe rất là đẹp như thế này Em bán với giá là 180.000 cho một chậu trà đỏ cô chú anh chị nhé Và bên này đây sẽ là dòng mai đỏ ạ Dòng mai đỏ với bông hoa kép rất là đẹp như thế này nhé Dòng mai đỏ bông kép rất là đẹp Và cô chú anh chị nhìn là thời điểm bây giờ nó đang rất là nhiều nụ đấy ạ đây này, cô chú anh chị nhìn thân của nó này, nhiều nụ rất là nhiều nụ như thế này nhá. Với cái nụ như thế này thì về nó sẽ lớn rất là nhanh và đảm bảo hoa Tết cho cô chú anh chị mình. Và đặc biệt là những cái chậu mai đỏ này này, nó là hàng đã thuần rất là lâu trong chậu rồi. Là cô chú anh chị mình hết sức yên tâm, hết sức yên tâm nhé. Cây rất là khỏe khoắn và hàng nó khi mà vận chuyển đóng gói đi, nó cũng sẽ không bị không bị bị mất sức ạ. Và một chậu mai đỏ rất là nhiều tán, hàng đang nụ đẹp như thế này, em bán với giá là 140 000 trong cho một chậu thôi ạ và sang bên này đây sẽ là các cái dòng hồ điệp để cô chú anh chị mình trưng hoa trong dịp tết này trước tiên là những cái giỏ chậu hồ điệp mini à, dòng hồ điệp mini với hoa phân nhánh và hoa có hương thơm cô chú anh chị nhé à, mỗi một chậu hồ điệp mini này thì tất cả là đều phân nhánh này đều phân nhánh rất là xinh luôn hiện tại là nó đang bắt đầu là nở một hai bông đấy đang nở một hai bông như vậy và đảm bảo tết này cô chú anh chị có một mồ hoa tuyệt vời ạ. Và một chậu hồ điệp như thế này thì em chỉ bán với giá là 80 000 thôi cô chú anh chị nhá. 80 000 thôi cô chú anh chị sở hữu khoảng tầm 5 chậu, 5 8 40 hoặc là 3 chậu cô chú anh chị ghép vào để trưng trong phòng khách đã có một cái giò lan rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? 80 000 cho một chậu uh, hồ điệp mini này nó phân rất là nhiều nhánh. Đấy chỉ cần một chậu thôi cũng đã đẹp rồi chứ còn chưa nói đến 3 chậu hay là 4 chậu hay 5 chậu ạ. À. Khi mà nó nở hết thì cực kỳ là xinh luôn nhá. Đấy, nó đang nở đây này. Ví dụ như cái 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 nhánh này nó nở khá là nhiều này Chú anh chị nhìn này Cực đẹp luôn Nhưng mà đa số là Đa số là nó chỉ hiện tại uh, Như như cái cành này nở khá nhiều bông rồi đây Đó Chỉ cần một cây mà um, Trồng vào cái chậu xinh xắn thôi Để trong phòng và trong bàn làm việc đã rất là đẹp rồi chưa nói đến vài chậu ạ à. Chỉ 80.000 trong một chậu hồ điệp thôi Hoa cực kỳ là bền Cô chú anh chị chơi trên hai tháng nhé Còn bên này là dòng hồ điệp À, thuộc loại à, màu vàng là một trong những màu sáng và mà đẹp nhất có giá trị nhất trong dòng hồ điệp ạ à. à, đây là dòng hồ điệp màu vàng cốc đại cốc đại 3.5 của chú anh chị nhé và một cái chậu hồ điệp màu vàng như thế này em xin phép được bán với giá là hàng cũng hoa phân nhánh hết ạ cô chú anh này đó tất cả là nó hiện tại nó đang nở một hai nụ và cũng đều là hoa phân nhánh nhé và một chậu hồ điệp như thế này thì em xin phép bán với giá là 115.000 cho một chậu hồ điệp màu vàng Cô chú anh chị nào đã từng chơi hồ điệp thì biết là cái giá của dòng hồ điệp vàng này thì bao giờ nó cũng sẽ cao hơn những cái dòng hồ điệp khác một chút xíu. Còn bên này là những cái cây hồ điệp bông đại. Hàng cũng đang nở một hai nụ. À, rất là xinh như thế này. Đây này, cô chú anh chị này, nhìn nụ rất là khỏe luôn. cây này đang nở một nụ này. Và một cây hồ điệp hoa đại này. À, cây thân lá khỏe, nụ khỏe. Bản lá to bự luôn, rất là đẹp như thế này. Em bán một triệu ở chậu hồ điệp đại như vậy cũng với giá là 115.000 cho một chậu nhé cũng với giá chỉ 115 000 cho một chậu thôi. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu giả hạc pháp ạ. Hàng hiện tại đang bắt đầu xuống lá để chuẩn bị chờ hoa tự nhiên ạ. À, hàng này thì nó số thân của nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? năm à, 5 6 7 thân tùy từng tùy từng thân ngắn dài em bán 160 000 cho một chậu thôi. Cái dòng này thì xuống lá hiện tại nhìn chậu thôi như thế này không đẹp nhưng mà khi mà sổ hoa thì phải nói quá rực rỡ, quá đẹp luôn. Đó nhá. 160 000 cho một chậu này thôi ạ. Và bên này đây thì em có những cái chậu à, Đây là những cái chậu đen rô. Hàng hiện tại đang bắt đầu là có nụ như thế này Cô chú anh chị này Mỗi một chậu sẽ có ít nhất là 3 thân hoa Và một chậu đen rô như thế này thì em bán với giá 150.000 cho một chậu nhá ạ à, Mầm gốc đang lên chi chít là mầm rơ luôn ạ à. Và nụ cũng đang bắt đầu là nhú và cái dòng hàng mà bên em bán rất là chạy đó là dòng thiên nga Hôm nay thì em lại cập bến một cái lô thiên nga mới của chú anh chị nhé Hàng chuẩn thiên nga nên là khi mà sổ hoa thì bông hoa sẽ rất là bền Đẹp, thơm và rất là sang chảnh Nhìn rất là sang, trang đẹp một cách trang nhã luôn cô chú anh chị này Đây là những cái chậu thiên nga nâu đỏ, giả hành to bự tràng, mầm gốc hiện tại đang bắt đầu lên Lá thì đang bắt đầu xuống và nụ thì bắt đầu là chuẩn bị sưng để 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 chuẩn bị sổ nụ ra bông nhé Một chậu bự chảng như thế này chắc chắn phải có ít nhất hai chùm hoa rất là to khỏe để cô chú chị chiêm ngưỡng trong mùa hoa tới này rồi đó rất là đẹp luôn hàng đang xuống lá cô chú chị nhé và một chậu thiên nga màu nâu đỏ rất là to đẹp như thế này em bán với giá là 180.000 tám mươi trong một chậu còn bên này là dòng thiên nga đen hay còn gọi là ngọc trai đen một trong những dòng thiên nga mà được nhiều người chơi lan rất là quý rất là yêu thích và cũng hàng khá là hiếm Em thấy nhiều nơi người ta bán uh, thiên nga đen này này Giá của nó có thể lên đến cả triệu cho một chậu khi mà đang sổ hoa luôn Thì chậu thiên nga đen này so với thiên nga nâu đỏ Cô Chính Chị thấy là nó không có to bằng cô Chính Chị nhá Nhưng cũng đủ trưởng thành để cho hoa rồi Và một chậu thiên nga đen như thế này Thì em cũng bán với giá chỉ có 180.000 cho một chậu thiên nga đen thôi Đó, 180.000 cho một chậu thiên nga đen cô Chính Chị nhé Và tiếp sang bên này đây Sẽ là những cái chậu uh, Đây Em sẽ quay sát gần lại cho cô chú anh chị xem Đây là những cái chậu uh, uh, Giả hạc Hawaii Tất cả những cái chậu giả hạc oai này Thì cô chú anh chị thấy là cái thân của nó rất là dài ạ. Đây ạ Thân rất là dài, chiều dài khoảng tầm 80 60, 80 đến 1 mét Thậm chí hơn 1 mét Và tất cả những cái chậu oai này thì thời điểm bây giờ nó đang nụ hết nhá Có những cây nụ rất là lớn rồi ạ Có những cây nụ rất là lớn rồi đây có những cây thì đang bắt đầu là nhu nhú nụ thôi. Đây này. Cô chú anh chị mình nhìn này, chi chít là nụ luôn đấy ạ. Đây có những cây nụ lớn như thế này này Có những cây thì chỉ bắt đầu là mới nứt mắt nụ thôi Đó, thân to bự trảng, rất là khỏe và rất là đẹp luôn Và một chậu giả hạc hao oai Chậu một thân nhá Đang hàng đang nụ hoặc là đang nhú nụ Em bán chỉ với giá là 120.000 cho một chậu thôi Và chậu nào mà có hai thân ạ à? Hình như ở đây em chỉ có đa số là một chậu một thân thôi à, Có em có dòng hao oai tím và hao oai trắng nhá Chậu một thân với giá chỉ 120.000 cho một à, một chậu và chậu nào mà có hai thân ấy thì em sẽ bán với giá là 200 000 mầm gốc đang lên cô chú anh chị này. Nụ nhú và mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn. À, đảm bảo cô chú anh chị mình chơi hoa Tết mà Hawaii thì quá là thơm luôn rồi ạ. Này, em còn có vẫn còn có chậu hai thân này với giá là 200 000 nghìn cho một chậu hai thân. Chậu một thân với giá 120 000 nghìn cô chú anh chị có một cái giò quá đẹp để ngắm. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ đang bắt đầu là nứt nụ hết rồi nhé. Hiện tại đang bắt đầu nứt nụ hết rồi cô chú anh chị mình nhìn cho em. Ví dụ như cái thân trầm rồng đỏ này này, đây bắt đầu từ những cái sát bên dưới này bắt đầu là nụ đang bắt đầu là nứt lên như vậy hết cô chú anh chị nhé. Đấy, ạ đó cái trầm rồng đỏ này hoa chơi tết thì em nghĩ rằng là không có loại lan nào đỉnh hơn cái dòng trầm rồng đỏ này luôn này nhụ đang nhú thân thì mập ú rất là đẹp như vậy với dòng hàng mà chơi hoa rong xong rồi cô chú anh chị sẽ thuần được mà rất là dễ thuần dễ chăm cực kỳ là kinh tế luôn cô chú anh chị này mình nhá cái hình trầm rồng đỏ số 1 này vẻ đẹp của trầm rồng đỏ thì không phải nói nhiều chắc chắn là cô chú anh chị cũng sẽ đều biết thôi cái giò số 1 này với ba thân trầm rồng đỏ ba thân trầm rồng đỏ như vậy đấy ạ thì cái giò này em xin phép được bán với giá là 500.000 nhá cho giò trầm rồng đỏ số 1 Và tiếp theo là giò trầm rồng đỏ số 2 này. Cũng với ba thân ạ, hàng hiện tại đang tất cả là đều đang xuống lá và đang bắt đầu có nụ. Hình này em cũng bán với giá là 560 000 Tiếp theo là giò số 3. Đây này cô chú anh chị này, giò số 3 này có đến 4 thân luôn. 4 thân trầm rồng đỏ cô chú anh chị mình nhá. Đây ạ. Giò 4 thân này thì em bán với giá chỉ bao nhiêu nhỉ? Giò 4 thân trồng rồng đỏ này Đang nhú nụ hết rồi Giò này em bán với giá chỉ 740.000 thôi Và tiếp theo là hình số Hình số 4 Giò này có 2 thân nhá 2 thân đang nhú nụ rất là đẹp luôn Đây ạ Nụ đây ạ Chi chít nụ rất là đẹp như vậy luôn Cái hình này em bán với giá là 420.000 thôi nhé 420.000 cây cao Mập khỏe rất là đẹp Và tiếp theo là hình số 5 ạ Châm rồng đỏ số 5 với giá cũng 560 000 giò này có tất cả là 6 thân. À có đâu ba 3 thân chứ. 3 thân 560. Và tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này là một cái giò châm rồng đỏ 4 thân, nú đấy đây. Rụt rịt như vậy đấy ạ. Giò này em bán 760 của chú anh chị nhé Và hình tiếp theo. Hình này cũng là hình 4 thân này. Hình này là hình số 6. Hình số 6 này 4 thân này ạ. 4 thân trầm rồng đỏ đang bắt đầu là nhú nụ hết như thế này. Thân siêu nù luôn ạ. Cái giò này em cũng bán với giá chỉ 760 thôi nhá. Như chị mình nhá, 760 cho giò số 6. Và tiếp sau bên này đây là trầm rồng đỏ số mấy nhỉ? Trầm rồng đỏ số 8 ạ. Giò này hai thân này. Dụng hết lá luôn rồi đấy ạ. Rụt dịt thân nù rụt dịt như vậy Hai thân này em bán với giá là 400 nghìn nhá Là giò số 8 Và giò số 9 này Ờ đây giò số 9 đây ờ, Lá thì hơi te tua một chút Bởi vì bây giờ nó đang giai đoạn xuống lá Cũng đang nhú nụ hết đây ạ Nè cô chú anh chị này Đang nhú nụ hết như thế này đây đó Cái giò này có 3 thân này này Em bán với giá bao nhiêu nhỉ 550.000 thôi, 3 thân này nhá, 550.000. Và tiếp theo là giò số 10. Giò số 10 này có hai thân ạ. À. Hai thân một thân rất là cao, đẹp và một thân ngắn hơn. Đấy cái giò này em bán 420 000 nhé một thân phải dài đến 8 90 cm thậm chí 1 mét luôn. Đấy, đang nhú hết nụ ra như thế này này cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây sẽ là những dòng trầm trắng, dòng trầm trắng thời điểm bây giờ đang bắt đầu là nhú nụ xanh len lét luôn, hàng ươm ki cô chú anh chị mình nhé hàng ươm kia nên sẽ rất là chuẩn mặt hoa đây ạ hàng này thì chơi tết quá chuẩn luôn rồi đó nụ rất là xinh như thế này và hiện tại cũng đang lên mầm gốc luôn rồi hàng ươm kia cô chính chị nhé và đây là cái mặt hoa của dòng trầm trắng này với ba thân thôi cô chính chị nhìn thấy là đã có một giò lan quá đẹp quá trang nhã để cô chính chị chiêm ngưỡng rồi đúng không ạ mặt hoa của trầm trắng đây nhá người ta còn gọi là trầm bạch tuyết ạ và dòng trầm trắng này thì đây em gọi đây là giò số 11 một Giò số 11 này có bốn thân ngắn dài nhé cô chú anh chị, đang nhú nụ hết rồi. Đó, bốn thân ngắn dài về cô chú anh chị dựng lên như thế này thì khi mà sổ hoa sẽ có một giò lan rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị có thể về sang chậu mới để cho nó nhìn sang trọng và đẹp hơn ạ. À. Cái giò này em bán chỉ với giá là bao nhiêu nhỉ? 330 thôi ạ. À. 330 cho giò trầm trắng này thôi nhá. Ba thân lớn mà thêm ba thân nhỏ nữa. Đấy tổng là thành 6 thân luôn rồi. Và tiếp theo là cái hình số 12. Hình số 12 này thì em có tất cả là bộ tổng là 4 thân nhá, có hai thân lớn và hai thân nhỏ, giò này em bán 208. Và giò số 13 cũng 208 cho giò này 4 thân. Và giò số 14 này 208 cho giò này cũng 4 thân ạ. 208 nhá. 208 mà cô chú anh chị sẽ thể thể sở hữu một cái giò trầm trắng đẹp một cách trang nhã và mùi hương thơm tuyệt vời luôn. Ừ. Tiếp theo là cái hình số 15. Hình số 15 3 4 thân này, em bán giò này 320 ạ, và hình số 16 Giò này em bán 280 đây, 280, 5 thân, 6 thân luôn 5 thân luôn nhé, hình số 17 Giò này em bán với giá là cũng 280 đây. Giò này có 5 thân ạ Và hình số 18, cái giò này đây, Giò này 3 thân rất là khỏe Toàn mập luôn, giò này em bán 260 thôi Và tiếp theo là <laughs> Hình số 19 280 nghìn cho hình số 19 này 2, 4 thân rất là to Và hình tiếp theo hình số 20 ạ à. Hình số 20 này có tất cả là 5 thân rất là to luôn Hình này em bán với giá là 330.000 nhé Hình số 21, 280 cho giò này 4 thân này Đó 280.000 cho giò 4 thân Và em có cái giò hoàng phi hạc nhá Một số cây thì đang, một số thân đang nhú nụ như thế này rồi Đấy, Thân rất là to mộc khỏe luôn đây này Đang nhú nụ luôn này đó, một số cây đang nứt nụ, một số cây đang nhú nụ. Giò hoàng phi hàng này em bán 160 ạ. Giò đây là giò 22 và giò 23 cũng đang nhú nụ đây cô chú anh chị này. Đó, đang nhú nụ hết như thế này đấy ạ. Ờ, hình này thì em cũng bán với giá chỉ 160 thôi Và bên này là giả hạc di linh xuân dai trầm rồng đỏ Cái sắc hoa của nó sẽ là mặt hoa là di linh xuân Nhưng mà tức là dòng phi điệp đấy ạ Mặt hoa phi điệp nhưng mà kết hợp với trầm rồng đỏ Nên là sẽ tạo ra một cái bông hoa phi điệp mà hoa rất là đậm rất là thơm, đẹp cô chú anh chị nhá Và hình số 24 em chỉ bán 180 này Cái giò này cô chú anh chị có thể về thưởng thức hoa xuân luôn nhá Và giò số 25 cũng chỉ 180 Nói chung là 180 cô chú anh chị được một giò lan Phải nói là cái sắc hóa đẹp luôn nhá 180 cho giò 25 Giò số 26 À 26 đây Giò này em cũng bán 200 nghìn Và giò số 27 200 nghìn Và hình 28 này Hình 28 này em bán với giá là 180 Tiếp theo bên này đây là những cái chậu giả hạc hồng ngọc hàng cũng đang xuống lá Thân rất là căng khỏe, một số cây đã nhú nụ Đây là mặt hoa của dòng giả hạc hồng ngọc này Cánh hoa bầu, cái sắc hoa tím hồng ngọc rất là đẹp như vậy Và em có cái giò giả hạc hồng ngọc số 30 ạ Nhá. Giò số 30 đây, em bán giò này với giá chỉ bao nhiêu nhỉ? Giò 30 hồng ngọc 280 của chính chị nhé Có 4 thân ạ, à. 4 thân tất cả Và giò số 31 31 này cũng 280.000 thôi Đây 31 cũng 280 nhé Và hình số 32 Với giá 250.000 ạ à. 250.000 cho hình 32 Hình số 33 đây à, Với giá dò này là 260 Và hình tiếp theo là hình số 34 Bạo 4 thân quá đẹp 34 bốn thân quá đẹp luôn Hiện tại, hiện tại đang có nụ hình này em bán 280 ạ à. Hình số 35 cũng 280 này rất là sum xuê luôn, rất 5 6 7 thân luôn cô chú anh chị này. Hàng đang xuống lá nó đang bắt đầu là cây này này, nhú nụ luôn rồi chú anh chị nhá. Đó, chỉ 260 000 cho giò này thôi ạ. Tiếp theo là hình số 36. Hình số 36 với giá là 250 000 cho giò này này, 250 000 Và hình số à, hình 36A. 36A giò này với giá 240. 240 bởi vì nó bị gập một thân ạ. 37 sẽ là những cái hình đai châu ạ. Đai trâu này thì cô chú anh chị có thể mua theo cân hoặc là mua theo hình cũng được. Hình 37 hai cây trâu to bự chảng luôn, lá xếp lá dài đẹp như vậy hình này em bán 300 000 Hình số 28 hai cây trâu cũng rất là to đây ạ. Với giá chỉ 280 nhé. Và hình số 39 hai cây trâu lá bản lá to bự này. Xòe xếp rất là đẹp luôn hình này 230 thôi ạ. Hình số 40 ba cây trâu nhé. Đây. Ba cây trâu rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá 310 000 hình số 41. 300 000 300 000 cho hình 41 ạ. À. Hình số 42 250 000 hình số hình này có 4 cây. Và hình số 43. Với giá là 2 cây, 2 cây rất là to luôn cô chú anh chị này. Hai cây này em bán với giá 330, hình số 44. 300 000 cho hình này có 2 cây ạ. À. Hình số 45. Hình số 45 này có 4 cây nhá. Cũng 4 cây luôn ạ. À. 4 cây này em bán với giá chỉ 280 thôi hàng đang nụ luôn. Sang bên này sẽ là những cái hình hài hương cô chú anh chị mình nhá. Hài hương một trong ít những cái dòng lan hài mà có hoa rất là thơm. Giống với cả hài hằng, cô chú anh chị biết là cái dòng này gì rất là giá trị và đáng sưu tầm. Cái dòng hài hương ạ, hài hương nhá. Em có hình hài hương số 49. Hình này có 3 cây, không phải 3 cây mà chỗ này một dề này. Một dề này thêm hai cây, đây này cây mẹ con này cô chú anh chị này. Đấy cái chỗ hài hương này em bán với giá là 150 000 cho hình số 49. Hình số 50 cũng 3 cây ạ rất là khỏe như vậy Hình này em cũng bán 150.000 Hình số 51 Hình số 51 này có 5 cây luôn nhé Có 5 cây luôn ạ à. Có 5 cây này em bán 160.000 Và hình số 52 cũng là 5 cây ạ à. 5 cây này em bán 160.000 160.000 tính ra mỗi cây hài hương Chỉ có giá là bao nhiêu Chưa đến 40.000 cho Chưa đến 40.000 cho một cây nhỉ Đấy, 5 cây này chỉ 40, 160 nhé Hình tiếp theo là hình 53 Hình 53 này em có một dề này hai cây này. Thêm một dề này nữa này, thêm cây rời này nữa hình này em chỉ bán 140 000 thôi. Hình số 54 ba cây ạ. 3, 3, không phải 3 cây mà là chỗ này là một nguyên dề hai cây này. Đấy thêm hai cây rời rất là to nữa nhá. Cái hình này là căng căng móng 7 như vậy. Ba hình này em bán với giá là 160. Hình tiếp theo hình 55, hình 55 này có tổng 5 cây. 5 cây này em bán 160 nhá. Hình tiếp theo hình 56. Ở hình 56 này có tất cả là 20 cây giống rất là khỏe luôn ạ. 20 cây giống khỏe 108 này, hình số 57. Ờ, uh, với giá là 10 số 10 cây, 10 cây uh, 10 cây khỏe đẹp như vậy. Hình này em bán với giá đây này, 10 cây giống rất là lá xếp rất là đẹp nữa luôn. Gần giống như hài hàng luôn ạ, nhìn rất là xinh luôn. Hình này em bán với giá là 104. Hình số 58. Hình số 58 này có 5 cây nhỡ. 5 cây nhỡ này em bán 120 000 đây. Đấy, cây đều khỏe đẹp nhá. 150 000 và hình 59 là Ờ hình này có tất cả là 11 cây, em bán với giá 120 000 những cây giống rất là khỏe luôn. Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan đây ạ. Đấy, đủ các loại chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan của chú chị nhé Hùng Nguyễn di xanh vi duy đỏ liền Da sẹo à, đen, sẹo à, mỹ tiến rồi là à, kích ki di xanh duy đỏ Hùng Nguyễn rồi là các loại phân bón lá, phân bón thông minh tan chậm rồi là phân bón dạng túi lọc, bả sen, dây buộc lan rất là nhiều luôn. À, em vừa giới thiệu đến cô